chớp ngân thù. Alo, xin chào mọi người, chào khán giả của Việt Vision. Hôm nay Hà Vũ rất là vui được một khán giả ở Hải Dương gửi cho quà cho nhóm quà đây ạ. Rất là nhiều. Đấy, gửi lời cảm ơn một khán giả của Việt, khán giả hâm mộ Việt Vision, thì là cả nhóm đã gửi lời cảm ơn đến chị, rất là vui là được mọi người bánh. Thế thì mong là các mọi người tiếp tục ủng hộ cho nhóm Việt Vision nhé. Cảm ơn rất nhiều. Xin kính chào các bạn cùng quý khán giả của chương trình Việt Vision. Hôm nay tôi lại gặp các bạn và quý khán giả mà với một cái tâm trạng rất là phấn khích, rất là cảm động. Vì kính thưa các bạn và quý khán giả, sau qua một thời gian Việt Vision phát sóng, bản thân tôi nhận rất nhiều tình cảm chia sẻ, động viên với cái nhóm anh em Việt Vision nói chung và bản thân tôi nói riêng. Tôi rất là xúc động và cũng không ngờ cái tình yêu quê hương, yêu tổ quốc, yêu cái sự độc lập tự do của nhân dân chúng ta to lớn như vậy. Thưa với các bạn, thưa với lại quý khán giả, tôi không ngờ đâu. Tôi không ngờ là cái tình yêu tổ quốc, yêu độc lập tự do của đồng bào cả nước của chúng ta, kể cả nước ngoài luôn, người nó to lớn như vậy. Cho nên là bản thân tôi rất là xúc động. Đặc biệt là sau khi cái hành động mà gọi là nó tuyên chiến công khai với dân tộc mình, đó là cái hành động mà trương những cái lá cờ vàng ba que ở Hà Tĩnh đó, thì phải nói rằng là cái sự căm phẫn, cái sự bức xúc của đồng bào nói chung, không phân biệt lứa tuổi, phải nói đẩy lên một cái cao trào. Vì sao? Nó thể hiện ở các cái comment, nó thể hiện ở điện thoại cho tôi cũng như là cho anh em ở trong nhóm Việt Vision. Tôi nhận được điện thoại của bà mẹ Việt Nam anh hùng chia sẻ với tôi về cái sự bực tức của mẹ. Các bạn thanh niên ở các lứa tuổi, ở các miền, kể cả miền Bắc luôn, chứ đừng nói miền Nam, cũng chia sẻ và cũng bày tỏ cái sự cảm xúc và cái sự bực tức của các bạn đó như thế nào. Rồi các bác cựu chiến binh ở một số tỉnh thành hỏi thăm tôi về cái cách thức mà tổ chức thành lập những cái tổ chức tự nguyện, các cái tổ nhóm tự nguyện để mà trừng trị cái bọn cờ vàng, trừng trị cái bọn ba que, người ta dùng nguyên từ vậy, trừng trị cái bọn ba que xỏ lá đó. Mà tôi thường dùng từ là dạng chiếp hôi thôi, trong nước dạng tôm chát chiếp hôi đó, bày tỏ cái sự sát cánh đó, các cái thành phần đó các bạn, bày tỏ cái sự sát cánh cùng với nhà nước, cùng với chính quyền trong cái vấn đề coi như là trấn áp cái bọn cờ vàng ba que này đó, như vậy. Mà tôi thì tôi cứ dùng từ là tôi nhắc trở lại là cái dạng là đối tượng một đó, là dạng chiếp hôi trăng tôm tép thôi. Họ bày tỏ cái sự coi như là cùng sát cánh cùng với chính quyền, cùng với công an, họ sẵn sàng và họ tự nguyện hết luôn đó các bạn. Tôi không ngờ cái lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu coi như là yêu cái độc lập tự do của đồng bào của mình như vậy.
Kính thưa các bạn, kính thưa quý khán giả, chương trình Việt Vision đã hoạt động qua cũng là 4-5 năm rồi, 4-5 năm rồi các bạn, cùng với cái tinh thần là tự phát thôi, cùng chí hướng với nhau, và đặc biệt đó là gì? Sự dũng cảm, đó, sự dũng cảm, đó. Đã góp một cái phần nhỏ bé của anh em cùng với nhà nước, cùng với chính quyền vào trong cái công cuộc chung, đó là giữ sự bình yên cho cuộc sống, cho nhân dân, cho xã hội. Anh em Việt Vision chúng tôi cương quyết chống đến cùng các cái thế lực phản động trong nước, cũng như cái bọn chống cộng cực đoan ở nước ngoài. Anh em Việt Vision chúng tôi, các bạn à, anh em Việt Vision chúng tôi đủ thành phần hết. Đây thì cũng nói thật, đủ thành phần hết. Giảng viên, giáo viên có nè, viên chức có nè, hưu trí có nè, chạy hành nghề tự do xe ôm có nè, rồi thậm chí thợ hớt tóc cũng có nè, rồi thợ hồ, phụ thợ hồ đó các bạn cũng có nè. Và tôi nói luôn là luôn cả các cái chị mà đang nội trợ ở nhà luôn, nội trợ, lo nội trợ cho chồng cho con ở nhà thôi, cho gia đình ở nhà thôi, đó cũng tham gia với anh em chúng tôi, tức là đủ thành phần, đủ thành phần trong xã hội đó. Nhưng anh em chúng tôi cùng một chí hướng, cùng một tiếng nói chung, cùng một cái quan điểm chung đó, thì coi như là họp nhau trở lại và coi như là thể hiện cái tấm lòng của một người công dân chân chính trong cái công cuộc mà gọi là đấu tranh chống các cái thế lực phản động, chống cái bọn thù địch của tổ quốc ta. Mỗi một người một việc ở ngoài xã hội các bạn ạ, đó như tôi nói liệt kê thành phần là anh em chúng tôi, nó mỗi người một việc ngoài xã hội hay là mỗi người mỗi việc ở trong gia đình đó, nhưng cùng góp sức vào để có những cái chương trình Việt Vision từ ngày đầu thành lập phát sóng cho đến ngày hôm nay. Người thì kỹ thuật, người thì quay phim, người thì nói trước màn hình, người thì đi thu lượm tin tức, người thì xung phong ở tuyến đầu. Tuyến đầu đây là trực diện với lại cái bọn chiếp hôi luôn đó các bạn, trực diện luôn, đấu tranh trực diện luôn với bọn chúng nó luôn đó các bạn. Tức là anh em chúng tôi đó, nhưng các anh em lưu ý là lên sóng các anh chị thấy không, chỉ có chúng tôi, chỉ có tôi với lại anh Lân với vài bạn nữa thôi đó. Nhưng mà các anh em ở trong nhóm là đều là những người, phải nói rằng tôi dùng cái từ là gì, những chiến sĩ, đây chiến sĩ không lương nha các bạn, chiến sĩ không lương nhé đó, những chiến sĩ thầm lặng, những chiến sĩ thầm lặng đó. Các bạn và quý khán giả không biết họ là ai đâu, họ không biết họ là ai đâu. Ngay bản thân những người thân tôi nè, bạn bè tôi ở Buôn Ma Thuột này cũng hỏi, cũng hỏi, và lúc đầu họ cứ ngộ nhận là người A người B này là chủ sĩ nhưng mà không phải đó. Có những cái nhân vật mà ở trong thầm lặng, ở tuyến đầu hoặc tuyến sau đó, họ thầm lặng và coi như là các bạn cũng như là quý vị khán giả không biết đâu. Nhưng tôi nói thật, họ có mặt ở các nơi. Đây tôi nói đây là những anh em tự nguyện không lương nhé. Các bạn đừng có lầm tưởng chúng tôi là bên cơ quan công an an ninh, không có đâu, không có, hoàn toàn. Đó. Nhưng anh em Việt Vision chúng tôi cũng như cái hàng ngũ cộng tác viên, thậm chí những người tình nguyện viên, đó, tình nguyện người ta làm tham gia, có mặt ở khắp mọi nơi, trên mọi miền đất nước. Đó. Các bạn ạ. Tôi cũng nói thật thôi, chứ không có cái vấn đề gì hết. Tại vì một số người bảo rằng là chúng tôi là có lương thế này thế nào, không có, tôi không có. Đó. Và nói thẳng ra là chúng tôi là dùng cái từ gì, gọi là vác tù và đi làm việc thằng tổng. Đó, các bạn, các bạn không biết đâu, thí dụ một cái chị nội trợ đó, chỉ là nội trợ, là một người mẹ, là một người vợ, lo việc nấu nướng rồi này nọ, chăm sóc gia đình con cái đâu. Nhưng khi có một việc gì
thì phải nói cái vai trò của chị đó, cái chị nội trợ đó, những người chị nội trợ đó phải nói là phát huy rất hiệu quả. Rồi cái lực lượng mà các anh làm nghề xe ôm, người ta kiếm sống, người ta mưu sinh hết sức bình thường, hết sức giản dị trong cuộc sống hàng ngày các bạn. Nhưng khi có chuyện gì, đặc biệt là các cái thế lực phản động, đặc biệt là cái bọn chiếc hôi, nó có những cái hành động nó gây rối, thì lập tức coi như các bác, nói thật với các bạn là xuất hiện liền. Đó. Rồi những anh phụ đồ hồ. Đó. Rồi những các bạn sinh viên, học viên, gọi là cái tổ, hay là một cái tổ đi, tổ tuyến trước, tổ tuyến trước, sẵn sàng coi như đấu tranh trực diện luôn. Mà anh em trong nhóm chúng tôi thường nói chuyện với nhau là không ngán bàn tay bàn cầu này hết. Trời tới cùng, mình là người phải, mình là làm cái lẽ phải. Anh em mình, đó những cái anh em mà tuyến trước đó, đó những người tuyến trước đó, anh trong nhóm, người ta làm lẽ phải. Chúng tôi động viên nhau mà, chúng ta đang thực hiện cái việc tốt cho đời. Đó, chúng ta đang thực hiện cái việc lẽ phải đó, cho xã hội, thì chúng ta không sợ một cái thế lực gì hung hồ chi ba cái thằng chiếp hôi đó, ba cái con chiếp hôi đó, ba cái tên chiếp hôi đó. Đó, xong rồi thì lại các anh các chị đó lại quay về trở lại cuộc đời mưu sinh bình thường của một người thợ hồ, của một người xe ôm, của một người hớt tóc, của một chị nội trợ trong gia đình đó. Chúng tôi, bản thân tôi đây chỉ là một thành viên nhỏ nhỏ bé thôi trong một cái tập thể, trong một cái tập thể to lớn đó. Tôi nói như vậy, và tôi tự hào, tôi hãnh diện, tôi tự hào là ở trong cái nhóm mấy anh em này cùng chung chí hướng, cùng chung tiếng nói, đó là đập tan các thế lực phản động đó, chống cái luận điệu xuyên tạc của kẻ thù, nó chống phá lại đất nước ta, nó chống phá lại với nhà nước ta đó. Và tôi nói lại nhé, anh em chúng tôi không có lương, không có một phụ cấp, chả có gì hết đó. Anh em vất vả lắm, hoạt động vất vả lắm các bạn, anh em chúng tôi hoạt động vất vả lắm, nhất là những cái cao điểm mà thời gian vừa qua. Ở đây tôi không có phải là gọi là kể công hoặc là không có gì đâu nha, tôi xin đính chính, bản thân tôi cũng như anh em trong Vietvision không bao giờ kể công kể cái gì hết, mà mình làm được gì nhiều cho tổ quốc, làm được cái gì cho đồng bào, làm được cái gì cho nhân dân là chúng tôi cảm thấy vui mừng rồi, chúng tôi sướng rồi. Cho nên, nhưng mà chúng tôi chỉ muốn gọi là chia sẻ thôi, chia sẻ thôi, chia sẻ cái sự, cái gọi là cái sự sung sướng của mình đó cùng với các bạn. Là anh em chúng tôi làm việc thiếu thốn lắm, đặc biệt các em, các bạn mà tuyến đầu làm việc rất là thiếu thốn đó. Những người tôi nói thiếu thốn là như thế nào, vất vả là như thế nào, chẳng hạn như đi quay phim, đi chụp hình, đi quay phim, đặc biệt là quay phim đó, máy móc đâu có đâu. Anh em làm gì mà có tiền mà mua một cái máy mà mấy chục triệu, mấy trăm triệu, đúng không các bạn? Không có. Anh em chỉ sử dụng những cái máy quay mà thật tôi xin lỗi nhé, gọi là các cô các cậu nhà giàu bỏ ra thì anh em chúng tôi tận dụng lại, hoặc là sử dụng bằng điện thoại. Mà điện thoại thì cũng không được là điện thoại xịn đâu, không phải là điện thoại là iPhone 7 rồi 7S rồi gì đó, không có đâu. Thậm chí những cái điện thoại vừa bắp, cho nên có những cái đoạn phim mà các bạn nhìn thấy đó, nó không có được tốt cho lắm. Đó là anh em tự của anh em hết. Đến nỗi mà thậm chí mà coi như là một bạn coi như giống cũng cương, cũng giống như cái dạng cũng như là nhất nhì trong nhóm đó, phải bỏ tiền túi ra mà mua những cái viên pin dự phòng. Đó, một tiền túi hết toàn bộ. Vừa rồi là có một nhà hảo tâm đó cũng cho 2 viên pin. Chúng tôi một lần nữa, anh Lân thì cảm ơn rồi, nhóm cảm ơn rồi, nhưng mà tôi cũng cảm ơn lần nữa đó. Ví dụ như vậy nhỏ nhặt. Rồi là đi lại thì toàn bộ là tiền túi hết đó. Rồi là trao đổi thông tin đó, toàn bộ hết, không có vấn đề gì. Ăn uống này nọ anh em chúng tôi đều tự nguyện, chúng tôi không có một gì, nhưng phải làm việc. Tôi nói thật, làm việc hết sức là vất vả đó, và trong một cái điều kiện thiếu thốn. Chứ nếu phải chi mà anh em chúng tôi phải nói như vậy, đặc biệt là những chị ở tuyến trước đó, hoặc là bộ phận kỹ thuật rồi đó, mà có những chiếc máy quay phim đó, hoặc là có những cái phương tiện truyền thông, mà tôi nói chỉ cần bằng 1/10 của đài truyền hình Việt Nam thôi, bằng 1/10 hoặc là 1% thôi, là tôi nói thật cực kỳ luôn, anh em chúng tôi sẽ làm việc cực kỳ luôn. Nhưng mà rất tiếc, coi như là đâu có tiền đâu, đúng không các bạn, đâu có tiền đâu mà trang bị một cái máy mà hàng ba cả hàng bao nhiêu chục triệu này, đúng không? Đó, cho nên là nói vậy để cho các bạn chia sẻ.
cái vất vả và cái thiếu thốn chúng tôi. Nhưng phải nói là cái sự động viên, cái sự chia sẻ đó, của đồng bào trong cả nước gửi về cho chúng tôi, đó chính là cái nguồn động viên hết sức to lớn, còn hơn cả tiền bạc nữa các bạn. Đó, chúng tôi mừng lắm, chúng tôi cảm động lắm. Đó. Tôi nói ví dụ chẳng hạn như có một các bác, một bác ở là cũng cán bộ xã đó, cứ hàng tối ăn cơm ăn nước xong là đưa cái màn hình lớn lên, có cái máy phóng lớn lên ở sân chứ không có coi trên điện thoại, phóng lên xong rồi là gì, cả xung quanh, hàng xóm xung quanh tụ tập lại để mà xem cái chương trình Việt Vision chúng tôi phát sóng. Xem xong rồi vừa uống nước ra, vừa bình luận, vừa nhận định. Đó. Như vậy tôi nghĩ rằng là vì một cái hành động của cái bác ở địa phương đó thôi, bác cán bộ xã đó thôi, thì cái chương trình của chúng tôi như thế nào, cho nên các bác mới quy tụ lại cả hàng xóm láng giềng mà xem ở trên một cái màn hình lớn luôn, giống như là xem bóng đá vậy đó các bạn. Đó. Hay là chẳng hạn như là nghe thông tin một anh một chị ở trong nhóm chúng tôi đau ốm mà đó, thì có bạn, có đồng bào, có bạn gửi thuốc, mà thuốc đây là thuốc nước ngoài nha, thuốc ở Đức á, ở Đức sản xuất đó, đó gửi về cho các anh các chị ở trong nhóm chúng tôi. Tại vì sao, anh em chúng tôi cũng đều là dạng cũng hoàn cảnh hết á, thật á, không có ai mà khá hết, không ai khá hết, chỉ hoàn cảnh thôi, đủ ăn thôi đó. Thì nghe thông tin bệnh hoạn như vậy và mua những loại thuốc mà sản xuất từ bên Đức, gửi về cho anh, các anh, các chị ở trong nhóm chúng tôi để mà uống, để mà bồi bổ hoặc là điều trị cái bệnh tật. Đó các bạn, tấm lòng, tiền bạc không mua nổi được. Đó. Hay là chẳng hạn như mới đây thôi, tôi cũng nhận được coi như là một gói cà phê. Đó, một gói cà phê. Tôi ở Buôn Ma Thuột mà tôi được nhận được gói cà phê đó các bạn. Đó, tôi rất là xúc động. À, và một số bánh đậu xanh nữa, rồi một số bánh gai nữa. Đó. À, chuyển xe đò vào cho tôi. Đó, tôi hết sức là xúc động. À, một gói cà phê của một cái chị ở Hải Dương. Đó, gửi cho anh em chúng tôi, trong đó có tôi, là gói cà phê. Nên là tôi hết sức là xúc động, chân tình lắm. Đó, tại vì nó thật tình sao, tôi ở sống cái xứ sở này, ở Buôn Ma Thuột mà, là quê hương cà phê mà, thấy không? Đó. Nhưng tôi quý đây là quý cái tấm lòng, người ta nghĩ tốt với mình như thế nào, nghĩ tốt với anh em ở trong nhóm Việt Vision như thế nào, thì người ta mới gửi quà, gửi cáp như vậy. Và đây là người dân bình thường đó nhé, một người dân bình thường ở trong xã hội thôi. Đó. Và còn nhiều nữa các anh chị, nhiều lắm. Đó, tấm lòng hết. Hay là anh Lân trên cái bài nói chuyện hôm qua kia của anh Lân đó, cũng cảm ơn những cái cạc điện thoại thôi. Đó, những cái cạc điện thoại, nhưng phải nói rằng đó là cái tấm lòng của một đồng công một lạng, giúp cho anh em chúng tôi có được cái điều kiện để mà thông tin. Tất nhiên thì không có thì anh em chúng tôi vẫn thông tin, chứ không phải là không. Nhưng nếu có những cái cạc điện thoại đó thì lại càng giúp cho anh em chúng tôi nhiều hơn trong lúc khó khăn. Trong lúc khó khăn, phải nói như vậy, hết sức là chân thành cảm ơn cái tấm lòng. Đó, hay là hai viên pin thôi, hai viên pin sạc dự phòng thôi. Đó, nó giúp cho anh em chúng tôi ở tuyến trước nữa rất là nhiều. Đó, thì như có nhiều đó. À, phải nói rằng là tôi rất cảm kích và cảm ơn. Thực sự đây là một cái sự động viên to lớn cho bản thân tôi cũng như anh em ở trong Việt Vision. Đó. Mà tiền chưa chắc đã mua được đâu các bạn. Tiền không mua được luôn, không mua được những cái tấm lòng này đâu. Đó. Anh em chúng tôi xúc động lắm. Đó. Thì vậy Việt Vision nói chung và cũng như bản thân tôi, anh em nói tóm lại là anh em Việt Vision chúng tôi hứa với các bạn, hứa với bà con, hứa với quý vị khán giả sẽ luôn cố gắng hết sức mình cùng với chính quyền các cấp phối hợp với nhau thực hiện tốt cái nhiệm vụ của mỗi thành viên để có những cái thông tin, bình luận, nhận định
mới nhất, nhanh nhất, kịp thời đến cho các bạn, cho bà con, để không phụ lòng cái tấm chân tình, cái tấm lòng của bà con, các bạn, để giúp cho bà con hiểu thêm, nhận thấy rõ hơn cái bộ mặt thật, cũng như là đập tan cái luận điệu xuyên tạc gây rối của cái bọn phản quốc hại dân. Đó, chúng tôi hứa là như vậy, sẽ cố gắng hết mình cùng với chính quyền góp một cái phần phần công sức nhỏ bé thôi, nhỏ bé anh em của chúng tôi. Đó. Thì rồi một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn và bà con, quý vị khán giả, những cái lời cảm ơn tự đáy lòng, tự tấm lòng của cá nhân tôi cũng như là các anh chị em ở trong nhóm Việt Vision, xin một lần nữa cảm ơn. Qua đó là cái sự sung sướng của anh em chúng tôi. Thêm một ngày biển lặng mà lòng người dẫn động, trong lòng người